Không phải dạng vừa đâu. Ui dồi ôi, đấy là sức mạnh của phân tôm đấy nha. Nhớ ấn. Rồi, cho các bạn, mình là Linh đây. Cuối cùng thì mình cũng kiếm ra được quả, đó là Edvip xịn sò nhất mà ấn tượng nhất của mình. Đấy, cái thời điểm ngày xưa mà ra quả phân tôm này nó khác biệt lắm anh em. Ui, biến hình, đây rồi, chết luôn kìa, vừa có sát luôn. Mình nhớ là cái thời điểm là ra cái quả phân tôm này nhìn có như là nhìn châu thích. Ôi trời ơi, hốt nhẹ cái mạng luôn. Thế thì biến đi, biến đi, biến lên thủ tục dơm ra vãi lì. Đấy, đây là Edvip và nó đặc biệt nhất. Mình nghĩ là cái thời điểm ra đây anh em phải cực kỳ là hóng vì chẳng có khẩu súng nào, tự nhiên nó biến một phát kết hợp giữa hai súng cả. Nhân ôi từ từ các bạn ơi, có gì từ từ nói. Ôi dồi ôi, đông thế. Ui giời ơi, nó rồn hết vào đây không chạy đâu được. Ok, Phantom Edvip. Đấy, chúng ta sẽ có hai hình dạng, đó là Snip và SMG. Hai dạng súng mà nó được nhiều anh em ưa chuộng nhất thì nó đã kết hợp ra đúng một trong khẩu súng Edvip. Đấy, nên là khi mà nó ra mắt á. Ê, con mẹ nó không phải, chứ không phải con này. Trời ơi, thấy con mẹ nó to thôi. Anh em kiểu cuồng nó lắm luôn ý. Nhưng mà tuy không có khả năng cận chiến thôi. Đây cũng là một phần trong tuổi thơ của rất nhiều. Ô, thế này có cái gì trên đầu này? Thế này có cái đầu đâu? Một phần tuổi thơ của rất nhiều anh em sở hữu khẩu này, đúng là bố ở trong phòng làm chùm luôn. Ôi rồi được thế nhở? Khả năng bunny của mình cũng nhiều khi cũng hữu dụng ra phết. Ai à, kia kia. Úi rồi do quên nón đấy. Đang giò để lên cái cột này. Chờ mình còn 900 máu thôi. Ôi giời, nó nghe hay quá. Rồi, đi làm đầu to cái zom. Ôi giời ơi. Ôi giời, thôi chạy nhá, mình không có lục luôn. Có cái khẩu lục thì hết mẹ hạn rồi. Ôi, không chạy được. Được tích nhỉ. Thôi được rồi. Sao em gì đi, đi săn cận chiến luôn. Có lên anh em ơi. Ở đây anh em sẽ có một cái nội tại là bắn ra điện. Đấy, giật giật điện nhìn cũng hay phết. Ôi, lo được. Phân tôm map view chứ không phải là cất đáy ở đâu mà. Sao trận này nhiều bóng ma thế? Nhớ lại tuổi thơ mà tên tuổi thơ mình làm gì là làm vếu đập vào mặt thế này. Ở đây hò mò mò mò. Chắc tập sau mình sẽ thử đi săn hò mình em ạ. Ui rồi. Này, biết mình chơi. Ui rồi, hai trận làm đấu to rồi. Thôi, xin mày. Ui rồi, đồng thế nhở. Nhơn. Má. Bắt đầu cái khẩu này mình còn nhầm nữa. Nếu mà ở dạng sniper ý, thường thường nó sẽ anh em sẽ có 45 viên đúng không? Mình đã nghĩ trước đầu mẹ thêm méo là một khẩu snip nó nhiều đạn vậy. Nhưng mà thực ra để cho nó công bằng thì nó sẽ trừ một bắn của anh em là 3 viên. Cơ bản là anh em sẽ giống như kiểu là một khẩu súng snip 15 viên thôi. Mà tiếng đạn nghe giòn tan. Phế hết cả tại. Bày lại một thằng. Má có mối nữa này. Sao đi đâu gặp nó vậy ta? Thằng to mày dí tao đi hôn con này. Ôi đâu phà chạy anh em ơi, khổ rồi. Mình kéo bạn đến cho người anh em đây, chú quỷ đây, cố lên nhé người anh em, mình đi đây.
Ôi trời ơi, con chú quỷ nó dí rồi. Ôi, nó lại còn là tổ lái. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. 15 giây nữa, cố lên. Nó kẹt tôi. Cái tên bọn kia nó rút hết chuồng rồi. Úi, thằng tóc ngon chết kia rồi, bắn nó chết. Thằng tóc đầu nhỏ thôi anh em ạ. Này thì top này. Cứ dí thằng top á, cứ để thằng top là... Ui, xế phê quá. Úi dồi ôi. Cái thế mẹ cứ cần giết được nó thì thằng các cái. Cận chiến của nháy rồi kìa. Ôi, làm to quá. Dí. Ôi, làm to thế. Nhân. Ôi đông quá. Cái thằng top 2 của top 1 có 5 mấy điểm. Ô, ngon, kịp. Hero 3 sao? Hero. Ôi giời ơi. Chết luôn. Ôi ngon thế. Ôi, này đuổi đi. Ôi giời, lâu lắm mới được quả hero 5 sao này. Mà đuổi nhanh thế, đuổi đi. 1v12. Đây, khi mà anh em nếu mà tham gia dự mấy cái giải zombie của mình ấy thì những cái giây phút này là sướng nhất đây. Giải GP dần thường xuống nó không được khỏe. Nhưng mà tuy nhiên anh em được hero nhiều sao thì nó là một câu chuyện khác. Ôi dồi ôi, cố lên chú quỷ. Ôi dồi ôi, chú quỷ nằm xuống rồi. Họng súng của Linh phải nói là cực kỳ là đau đớn. Top luôn rồi. Được thế nhở. Này có đồ sắt khó chịu nhờ. Đấy cái giải GP mà không cấm cái con đấy thì bao giờ giết được nó. Ê, đồ to ngon chứ kìa. Ba hai một lên. Ôi hero hay sao ngon. Ôi lo được. Thế chắc là mình tầm 2 sao nhỉ, nghĩ là 2 sao. 2 sao là đủ sống thôi. Đố anh bắt được em. Có chú quỷ đó không đuổi mình thì mình không lo đâu. Vẫn cứ dí à. Dí với chúng tôi, dí đi. Má cay con đổ sắt đấy vãi. Đuổi hoài. Ok. Top 1 Linh nhọ. Linh nhọ chưa 18. Ôi tiếc chưa. Ôi nhảy kìa. Mãi được cái dù đạn. Rồi, được thế nhở. Ôi tôi chết kìa. Ui rồi ôi, đấy là sức mạnh của phân tôm đấy anh em. Không đơn giản chỉ là một khẩu SMG đâu, nó là SMG VIP đấy.